xin chào tôi là nguyễn thành trung cầu thủ của đội tuyển bóng đá việt nam bóng đá và thể thao nói chung có sức mạnh đoàn kết tất cả chúng ta và huy động cộng đồng để đạt được một mục tiêu chung ngày trẻ em thế giới năm nay chúng ta hãy cùng nhau trở thành một đội đội vì trẻ em đây là một đội mà chúng ta phải cùng đoàn kết để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho mọi trẻ em hãy cùng chung tham gia đội vì trẻ em của unicef